con gái à, hôm nay ngày trọng đại của con, bố mẹ chúc con thật vui vẻ, hạnh phúc, sống với nhau trọn tình viên mãn. Về cuộc sống mới, con phải biết chăm lo cho gia đình của mình, chịu thương, chịu khó, chịu hy sinh, chịu thiệt thòi thì gia đình của con mới hạnh phúc viên mãn được. Mẹ chỉ cầu chúc cho chúng con mãi mãi hạnh phúc. Mẹ yêu các con rất nhiều. Con không biết là con đã sẵn sàng bước vào cái cuộc sống hôn nhân này chưa, nhưng con sẽ cố gắng thật tốt để về làm dâu, làm vợ, làm người con rất là hiếu thảo với gia đình nhà chồng. Thật hạnh phúc con nhé. Chăm sóc chồng của con và bố mẹ chồng nhé, để đạo làm dâu nhé.
các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, kính thưa bà con trong xóm ngoài làng. Qua một thời gian tìm hiểu của các cháu, hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình cũng như chính quyền địa phương, gia đình chúng tôi tổ chức lễ theo cái phong tục của người Việt Nam lên để làm những cái lễ thủ tục xin nạp tài và xin cưới đối với cháu Tào Thu. Thế trước hết thì thay mặt cho trưởng đoàn của họ nhà trai xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của họ nhà gái và chương trình ban tổ chức sự kiện là làm rất là long trọng, cho nên là chúng tôi trước hết là chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các ông, các bà, các anh, các chị, các bác, trước hết là xin phép giới thiệu thành phần của đoàn chúng tôi đi, thì xin được giới thiệu sơ bộ để chúng ta biết là chúng ta giao lưu. Xin phép giới thiệu đầu tiên là ông Tuyết và bà Khuyên là người thân sinh ra cháu Lê Thanh Tùng. Đấy. Và là con rể của gia đình chúng ta. Thứ hai là xin giới thiệu đây là bà nội cháu Tùng. Bà năm nay 94 tuổi. Đấy, cũng rất là hạnh phúc bà đã có mặt tại hội trường hôm nay với chúng ta. Thứ ba là xin giới thiệu là đây là bác ba, là bác anh trai cả, là anh trai của bố Tuyết. Đấy, tức là người ở trong miền Nam năm nay hôm nay mới ra, cho nên là từ hôm đến giờ thì chúng ta không được gặp. Ngoài ra thì đây là có các cô, các dì, các bác, các chú bên nội, bên ngoại và các thành phần bà con trong xóm ngoài làng và những người ở xung quanh khu phố tham gia cái buổi nạp tài hôm nay rất đầy đủ. Thưa bà con hai họ, qua thời gian tìm hiểu của hai cháu và được sự thống nhất của gia đình nhà gái, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi như là MC là giới thiệu sẽ có ba cái lễ làm một hôm trong ngày hôm nay. Thì cái lễ thứ nhất tức là cái lễ giao ngõ, trước đây chúng tôi đã làm cách đây một thời gian rồi, xin phép với họ nhà gái là để giao ngõ lại, là để cho cháu Tùng được tiếp tục là tìm hiểu, tức là cái giao ngõ cách đây đã một tháng rồi. Thế hôm nay là chúng tôi là cái lễ ăn hỏi, thì báo cáo với cái hai họ là gần nhà thì chẳng hợp giao cho, mà xa nhau thì cách mấy lần đò cũng đi. Thực tế là đây với Cẩm Thủy với lại Vĩnh Lộc thì cũng không phải là xa lắm, nhưng mà vì cũng là mỗi người công tác một nơi cho nên có những cái là cũng không được trọn vẹn, thì có những cái gì mà sơ suất thì mong họ nhà gái coi như là đại xá cho. Thế về việc đầu tiên là chúng tôi có một cái khơi chầu đầu tiên là cái lễ ăn hỏi. Thế thì xin mời là hai gia đình có thống nhất với cái lễ này không thì để hai gia đình cho ý kiến, thì xin mời MC là dẫn hộ chương trình. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai ngày hôm nay, thì chắc chắn rồi gia đình họ nhà gái của chúng tôi sẽ hoàn toàn chấp thuận. Và ngay bây giờ để được thông qua với lời phát biểu, lời chấp thuận, lời cảm ơn của vị trưởng đoàn gia đình họ nhà gái chúng tôi sẽ được trân trọng nhường lời cho vị trưởng đoàn gia đình ạ. Sẽ được trân trọng kính mời bác. Thưa các cụ, thưa các ông, các bà, bà con, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại hai bên. Hôm nay đây, gia đình cháu Tùng có chục chầu chai rượu để lên làm cái lễ ăn hỏi. Thì thay mặt cho gia đình và nhà gái chúng tôi là xin ghi nhận cái chục chầu chai rượu này, và cũng mong bà con, cô bác, anh em họ hàng hai bên chúng ta chấp nhận và tiếp tục là giúp đỡ để tạo điều kiện tốt nhất để cho hai cháu đến cái ngày 21 này là hoàn thành cái đại lễ vu quy và lễ thành hôn. Xin trân trọng cảm ơn. Và như vậy là gia đình họ nhà gái của chúng tôi ngày hôm nay xin phép hoàn toàn chấp thuận và đồng ý với chục chầu chai rượu dẫn lễ nạp tại, xin lỗi các vị, dẫn lễ ăn hỏi lớn của gia đình họ nhà trai ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của bố Tuyết mẹ Khuyên, bố Dũng mẹ Ngân sẽ cùng khởi thân đứng lên chính thức gửi trao với chục chầu chai rượu dẫn lễ ngày hôm nay ạ. Kính thưa hai nhà bốn họ, thế là đã được sự đồng ý của họ nhà gái, thì gia đình họ nhà trai chúng tôi có ý định tức là vào ngày 21 tháng 3, tức là ngày 12 tháng 2, gia đình chúng tôi sẽ tổ chức cả lên xin phép gia đình họ nhà gái để đón cháu Tào Thu về làm dâu trong gia đình chúng tôi. Vào thời gian chúng tôi sẽ có mặt khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và làm thủ tục không quá 10 giờ, chúng tôi xin phép họ nhà gái đón cháu về.
để chúng tôi tiếp tục là tổ chức ở tại quê nhà. Thế thì qua đây cũng thông báo cho bà con, cô bác, cô dì trong xóm ngoài làng là biết được cái nội dung như thế và bớt chút thời gian để cùng đến chia vui với gia đình chúng tôi và đưa cháu Thu về hôn trường để làm lễ thủ tục. Xin cảm ơn. You got that show stop smile. You got my mind dreaming every day. You got that something brand new. You got me thinking it's you I'm missing. I've seen the world, but nothing's better than loving you, girl. I've been waiting time and time again. I've been searching. But nothing else will do. It's gotta be you. You got that fresh look, long curves. You got my head turning time and again. You got that something I need. You got me thinking it's you I'm missing. Thưa quý vị thân mến, được sự thống nhất, được sự đồng thuận của hai vị trưởng đoàn, hai bên gia đình cũng như toàn thể quý vị, xin phép giới thiệu dâu rể mới với hai bên gia đình. Đang đứng gần với MC Minh Hoàng ngày hôm nay, một chàng trai rất là khôi ngô, tuấn tú và đa tài không ai khác. Thưa quý vị, đây chính là tân chú rể Thanh Tùng. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, sẽ chính thức là rể con chưa cưới của gia đình họ nhà gái chúng ta đấy ạ. Và đang đứng gần với chú rể Thanh Tùng ngày hôm nay, một cô gái rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương, thùy mị và nết na không ai khác. Thưa quý vị, đây chính là tân cô dâu Hoài Thu. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, sẽ chính thức là dâu con chưa cưới của gia đình họ nhà trai chúng ta đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn đi ạ, để chúng ta được chúc mừng và đón nhận. Another day with the sunny sky, trying to light my way, but I'd rather be in the dark. I feel all the romance in the stars, surrounded by the universe with the moon and Mars. I feel it.
tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every
Your sunlit face feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns and fades to black. Tôi tức là bà ngoại của cháu Tùng đã mua quà cho cháu, nhưng mà bà đã ra đi. Ngay thay mặt của bà, tôi xin tặng lại quà cho cháu. Rất là vui mừng khi mà Xuân Sang đang cùng trở về với gia đình nhà trai để cùng đồng hành trong mối lương duyên dành tặng cho Thanh Tùng và Hoài Thu. Và trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng tôi cùng có mặt tại sân khấu chính của gia đình nhà trai để cùng mang đến cho tất cả quý vị với một niềm văn nghệ khá là đặc sắc. Xin hỏi Thanh Tùng là yêu vợ mình được mấy năm rồi ạ? Dạ, được hơn một năm anh ạ. Hơn một năm ạ. Chú gì có thể nói cho Hoàng Trường biết rằng lần đầu tiên gặp vợ mình trong một chuyến công tác tại Bán Thước hay là tình cờ gặp nhau ở đâu ạ? Dạ, vợ chồng em gặp nhau ở thành phố Thanh Hóa. Quý vị thân mến, như vậy là lần gặp đầu tiên của hai bạn đã diễn ra tại thành phố Thanh Hóa. Và nói như
tình cảm chân thành của hai bạn đã cùng dành tặng cho nhau là hơn 1 năm. Ngày hôm nay hai bạn đã cùng vượt qua một tình bạn chân chính để cùng trở về với tình yêu đích thực. Và ngay bây giờ thì chú rể Thanh Tùng có một phần quà đặc biệt bằng tinh thần để chúc mừng cho vợ mình trong ngày chung đôi. Đó là một nụ hôn đồng cháy vào bờ môi của cô dâu chúng ta, để chứng minh một điều rằng mình chính là người chồng thực sự trong gia đình, một người đàn ông trụ cột để cho cô dâu sẽ cùng tựa vào và noi theo.